Hai vợ chồng mình bữa nay đi ăn đám giỗ nha cả nhà. Còn là 70 thôi, em về nhà cưa 70, em 16 mấy à, 16 mấy à, bọn đây 70 thôi nè, nhưng mà cũng còn dân ha. Và mình cũng sẵn đây mình giới thiệu nha, đây là phu nhân của anh Hồ Quang Cua, à, anh Cua mà gạo ít xơi 25, Vinh là căn mình nè, đây là rồi trung bàn là những người bạn, những em, người thân không đó. Rồi. Nói gì nhiều liễu lướt qua bên cô Trang là liễu chỗ của bạn ba mình, mời bạn của ba mình là ngày xưa là khách hàng của nhà mình nha. Bạn ba mình là mua mấy cài nhà mình đó. Mua mấy cài nhà mình đó. Mấy cài Quách Hải. Rồi bây giờ lâu lắm rồi mới gặp chứ. Bây giờ cùng nhà đại này có rồi phương mấy lá sen nè, chả giò với lại tim kiềm kê, con nó ăn với lại cơm ba tàu. Đây bạn yêu của mình đây. Rồi bây giờ cái món này là món phi lê cá sốt cà. Rồi đây là lẩu. Lẩu chưa sao chưa? Dưới chưa đã tới xong. Món lẩu nha. Lẩu bỏ ra vô. Lẩu thái gì. Bây giờ ăn cái bún. Thấy ăn có chân té hả con? Đây chủ sĩ. Thế nhồi bây giờ tàn rồi đó bạn con đi, mẹ đi dưới tay dẫn rồi. Anh về chứ. Đây em gái xinh đẹp của mình nè. Kệ má. Dạ. Mẹ của em gái nè. Đây là đồng môn, em gái đồng môn nha. Cùng học trường mà hiểu nhau. Còn đây mới là bạn học nè. Còn đây là chị bạn, vợ của anh Hồ Quang Cua đó. Cũng là nói đó. Cũng đồng môn luôn nhưng mà là chị, hình như chị học chung với chị học chung với anh cô luôn á. À đó đó, hai vợ chồng luôn học trường tay anh không mày để chung bằng tiệc với mình, bữa nay mới biết chung bằng tiệc với mình nha, làm ra gạo cái xe anh năm đó. Ủa vậy là chị năm nay 72 hả? À, phải à. Đây 72, đây 70, và mình cũng 70. Còn em gái Thủy thì 66 hả? Em gái Thủy thì 66. Ủa vậy hai vợ chồng cùng tuổi. Tụi mình là hệ nhau, hệ mà sống ảo đó nha. Em gái nè, bạn nè, chị nè. Ôi chị cua chắc không ai sống ảo đâu hả? Có tụi mình sống ảo. Sống ảo. Cái ngày chụp hình hoài, đi đâu cũng chụp hình quay á. Bạn cũng đi nha. Bạn dạ. Còn là không cũng qua đi chơi chưa. Bạn cùng lớp hả? Bạn cùng lớp chị mấy chị á, rồi mình thấy hơi già già. Phải không? Có mình chị là nhon thôi đó. Chứ anh thấy mấy chị trẻ kia trẻ. Mấy chị kia thấy hơi lớn lớn đó. Vậy là anh cô với chị cùng lớp hả? Mới biết à, chứ em đâu cùng tuổi. À cùng tuổi luôn. Để em quay qua. Cười chết lại nhà. Lại nhà. Lại nhà quậy anh cua. Người đó nói đi. Lại nhà quậy anh cua vô cái phòng thí nghiệm của ảnh. Con Mai này vô đây phá đồ anh. Trời ơi. Anh cua làm như em con nít vậy, em vô em coi cái tài năng của anh cua coi. Không ngờ mấy năm sau là ảnh được vinh danh thế giới luôn ha. Giờ cả thế giới biết. Cả thế giới biết luôn. Mà cái phòng thí nghiệm của ảnh nha. Ôi lũ hủ. Mình các
bạn tưởng tượng đi, cái phòng thí nghiệm của mấy bác sĩ bác học kia đó là sao đó, là ăn cua vậy đó, để mình vô cũng sợ mình đụng cái này với cái kia mất công, mà mình kiêm ngưỡng thôi. Cười chết, anh nói con mai này là vô phá của anh đi. cái cậu bí lắc đấy chứ, làm cho hư hết trơn mới được, làm đồ cho anh cô hư. Cười chết, ảnh la quá trời. Bữa nay vui lắm cả nhà ơi, gặp lại các em bạn này kia nọ. Sẵn đây bữa nay gặp mặt chị Hiền ha, rồi gửi thôi. Mình cũng xin gửi chị Hiền 3 triệu để nuôi mấy đứa trẻ đây ha. Bạn mình giúp đỡ. Rồi mình cũng thay mặt mấy chú tiểu là cảm ơn chị Như. Năm mới chúc chị Như nhiều sức khỏe ha. Bao nhiêu năm mới đi. Bạn Như gửi cho bạn Chí Hiền 3 triệu để nuôi mấy chú tiểu. Đây, bạn Chí Hiền đây. Rồi. Chụp thấy cô Tư con nữa nghe. Trời, bây giờ mình nhập tiệc nha. Rồi, nhập đi. Để cái điện thoại đây. Rồi chụp đại đi con, chụp đại đi. Chụp, ủa sao chụp vậy, chụp hết chân nguyên bàn con. Không muốn chụp thì bỏ kia bà cô Tư rồi. Nên con ngồi xích ra, con ngồi xích ra một chút xíu. À, đó. Đây, bún gỏi già. Rồi. Bắt đầu nhập tiệc nha cả nhà. Ủa, bữa nay mình có mấy que vậy hả? Ừ, thôi tú giỏ nói lại mà sao kỳ vậy? Có Hoàng Mai thì bữa nay đám giỗ chồng đó. Rồi, mời cả nhà ăn bún gỏi già với mình nha. Luôn. Còn cái hộp dịch nha. Ngắt. Có chai xì dầu đi chơi đó. Có chai xì dầu nè con. Xịt chưa? Ăn cũng được không con? Ăn nước cà giả. Con nước vô. Nó nói ừ thế. Để được cái chai. Tiêu nước thương rồi hả? Dẹp cái miếng kia là cái này nó không có một cái sinh tố bán cầu đi. Nó có nước chấm. Dạ, có bán cầu. Rồi, bạn Hiền mình không ăn nhưng mà uống nước dừa phải không Hiền? Uống nước dừa mày. Đây, bạn Hiền mình uống nước dừa. Của ép cao không đường. Cao không đường của ai vậy? Thích mảnh nữa. Của mình này nước cao không đường. Cảm ơn con. Vậy cá da quay dừa quất đi. Mình điểm tâm với bún gỏi già nước cam nhưng mà không đường nha. Ha dâu gì quất đi. Con lấy chanh dây với lại cái gì? Con này. Còn bạn Như thì uống trà nóng nè. Đây. Tắt trà nóng. Uống trà nóng. Da dâu mày nó làm da u dâu rồi. Kể nó luôn. Còn mặn dung năng uống cái gì vậy? Chưa ra. Không. Cái đó cây bẩn gì? Dược quất. Con uống gì vậy đó? Rồi bắt đầu nhập tiệc. Đi tiếp. Rồi. Cái này quan trọng là cái nước sốt. Rồi ăn uống no rồi đó. Xà xà xíu đi. Rồi. Xà xíu đi. Đó. Rồi. No hết trời. Lâu ngày đang mẹ đây gặp là lại những nhau. Người bạn bạn học chung nha. Gặp lại nhau vui. 70 tuổi hết. Vui. Nhưng mà cũng còn nhí nha nhí nhẫn. Còn sức ha. Ừ, đây là bạn của mình thì lâu lâu nó mới về, một năm hai năm nó mới về chơi. Gom lại bạn bè ở quê nhà Sóc Trăng. Rồi chào tạm biệt cả nhà nghe.